Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương mục Tâm sự cùng tôi. Và ngày hôm nay Trúc xin phép đọc một lá thư của một bạn gái đã gửi về cho chương trình nhé. Em có xem video của chị và có nghe chị tâm sự việc bị trầm cảm. Dù em không tới mức đó nhưng em muốn nghe những lời khuyên từ chị xem có thu được cho mình ý kiến nào không. Em trước giờ là một con người rất ngại tiếp xúc, mặc dù nếu đối phương niềm nở với mình thì chắc chắn một điều em cũng sẽ không ngại vui vẻ chơi hết mình với họ. Năm nay em học lớp 10, em có chơi với một nhóm bạn. Ban đầu rất vui nhưng cho tới những tháng gần đây thì em giận hai người trong nhóm đó. Lý do là một người thì có những lời khó nghe và có vẻ hiềm khích em. Em không biết thật hay giỡn vì trước giờ mấy bạn đó cũng giỡn với em nhưng lời lẽ không hay, nhưng em vẫn cười vui và cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng dạo này tính em dễ bực mình lắm nên có một người bạn nữa đã giỡn đập vào đầu em mấy lần, sau đó nhiều người khác cũng hùa vô đập đầu em nên em tức quá đã lỡ miệng quát to và giận người đó. Dù em chỉ giận vài người thôi nhưng mọi người trong nhóm đều lạnh nhạt với em. Em buồn lắm, là do em quá bực tức, là do em sai đúng không chị? Em nghĩ vậy nhưng em cũng chả biết làm gì vì em rất ngại bắt chuyện lại và làm lành trước. Dù có sao đi nữa em cũng không chủ động được. Chị có thể cho em lời khuyên nên làm gì không? Em buồn chán thật sự. Đây là thư của bạn Vi Trần để gửi về cho Trúc. Và trong cái bức thư này thì chắc chắn mọi người nghe, mọi người cũng đã hiểu được cái vấn đề đó nằm ở đâu rồi đúng không? Có nghĩa là khi chúng ta có những người bạn, cuộc sống mà chúng ta rất cần tình bạn, lúc nào cũng vậy, chúng ta phải có những cái người mà bên cạnh chúng ta để chia sẻ, thì cái người bạn là cái người rất gần với chúng ta. Đôi khi mình có thể dễ dàng tâm sự với những người đó hơn là cả ba mẹ, bố mẹ mình, những người thân trong gia đình. Tuy nhiên, cái mức độ thân thì như thế nào là thân? Và có phải khi đã trở thành bạn thân rồi thì chúng ta được quyền đùa giỡn một cách thiếu tôn trọng như vậy hay không? Thì bây giờ đầu tiên Trúc sẽ phân tích cái những cái vấn đề mà bạn đã gặp phải. Và tất cả mọi người hãy giúp bạn Vi Trần cho bạn ấy những lời khuyên như thế nào là chính xác trong cách cư xử giữa những cái mối quan hệ bạn bè như thế này nhé. Mình sẽ không nói đến cái vấn đề trầm cảm. Thật ra trong cái câu chuyện của em và trong cái vấn đề tâm lý này á, thì chưa được gọi là trầm cảm. Nhưng nó sẽ là những cái nguyên nhân đẩy chúng ta đến trầm cảm. Nếu như chúng ta không có cái cách giải quyết hợp lý trong cái tình huống này và chúng ta cô lập cảm xúc chính chúng ta đi thì lúc đó chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào trầm cảm. Nhưng từ cái sự việc này dẫn đến trầm cảm là một cái con đường rất là xa. Vi Trần hãy yên tâm nhé. Điểm đầu tiên thì chị sẽ nói về tính cách của Vi Trần nhé. Thật ra cái tính cách của Vi Trần cũng khá là giống chị. Có nghĩa là mình là một cái người hòa đồng, mình sẽ dễ dàng trò chuyện, bắt chuyện với những ai mà họ chủ động với mình. Nhưng thực ra mình là một cái dạng người khó gần, mình niềm nở, mình thân thiện như vậy đó. Nhưng mà có thể mà dễ dàng tiếp cận mình á, thì là một cái điều rất là khó. Cái tính cách này á, trong cái thời buổi hiện đại á, thì chị nghĩ nó khá là phổ biến. Bởi vì trong cái môi trường làm việc hay học tập thì chúng ta đều cần phải tiếp xúc, giao lưu với tất cả mọi người. Thì cái việc mà chúng ta phải hòa đồng, cởi mở với tất cả những người xung quanh là một cái điều cần thiết. Tuy nhiên, cơ bản về cái tâm lý của mỗi con người thì họ luôn có một cái rào chắn. Có nghĩa là có một cái khoảng cách với các mối quan hệ mới gặp đó để họ phân tích xem là ở cái người này có đáng tin cậy hay không, có nguy hiểm hay không hay là như thế nào đó để họ mới tiếp tục là cởi mở hơn với những cái cảm xúc thật sự trong họ chứ nó không mang tính xã giao nữa. Thì đó chính là cái tính cách chung của Vi Trần. Bây giờ mình hãy mang cái tính cách đó mình đặt vào trong cái trường hợp của bạn. Đó là bạn đang có một nhóm bạn. Thì khi mà Vi Trần có một cái nhóm bạn chơi thân với nhau và học chung với nhau thì các bạn chỉ mới là học lớp 10 thôi, thì nó sẽ có những cái tính cách nổi bật của cái độ tuổi này. Đó là các bạn rất là tinh nghịch, rất là thích đùa giỡn chọc ghẹo. Và khi thân thiết quá thì cái việc mà tôn trọng nhau trong cái cách cư xử không được các bạn kia để ý đến. Điển hình là như trong thư bạn kể, đó là giỡn bằng cái kiểu là đập vào đầu. Thật ra ngày trước Trúc cũng bị giỡn kiểu này. Nhưng những lúc đó chúng ta nên làm gì? Theo Trúc nghĩ thì những lúc đó bạn hãy nên phản ứng lại. Và tùy vào cái mức độ giỡn hớt đến cái mức độ đau mà bạn nhận thấy từ cái hành vi đó đó, bạn hãy phản ứng tương tự. Nếu bạn thật sự đau, bạn hãy tức giận, nhẹ, vỗ nhẹ vào đầu vui thì không sao.
Nhưng nếu đó là một cú đánh đau và kèm theo một thái độ thiếu tôn trọng thì bạn hãy phản ứng và có thể phản ứng thật mạnh cho Trúc. Điều này để làm gì? Thứ nhất, để cho những người bạn của bạn biết được rằng bạn không thích giỡn như vậy và họ sẽ không lặp lại điều này lần nữa. Thứ hai, để những người bạn của bạn biết rằng trong những mối quan hệ, dù là bạn bè, dù là thân thiết đến mấy, cũng không được giỡn những cái kiểu gây cho người khác một cái tâm lý khó chịu như vậy. Chúng ta thường nghe cái câu là giỡn chó chó liếm mặt. Có những người do thân quá nghĩ rằng khi mình làm cái điều đó với người bạn thân này của mình thì người bạn thân này sẽ không trách hờn vì mình cả, bởi vì chúng ta quá thân rồi. Nhưng đó là một sai lầm. Cho dù thân đến mức độ nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn cần phải có sự tôn trọng. Tôn trọng ở đây là mình hiểu được bạn mình quan điểm như thế nào, mình không xúc phạm, mình không động chạm vào. Tôn trọng ở đây có nghĩa là mình không làm cho bạn mất mặt trước đám đông bằng những cái hành vi khiếm nhã của mình. Tôn trọng ở đây là mình không được nói những cái điều mà gây tổn thương cho bạn về mặt tâm lý. Và khi mà chúng ta phản ứng lại như vậy đó thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp một cái tình trạng, đó là những cái bạn kia không chơi với mình nữa. Thậm chí là họ cạch mặt mình, thậm chí là họ tẩy chay mình. Nhưng chúng ta hãy chấp nhận điều đó để chúng ta bảo vệ cái sự tự trọng của bản thân mình. Bởi vì nếu như chúng ta cứ sợ mất đi những cái mối quan hệ đó, chúng ta nuôi dưỡng những cái người bạn thiếu tôn trọng mình như vậy thì cái mối quan hệ thứ nhất nó sẽ không bền vững. Thứ hai, nếu có chơi chung tiếp nữa thì chúng ta vẫn luôn nằm ở trong cái tình thế là bị coi thường. Có thể là do các bạn ở cái tuổi này, các bạn chưa có ý thức được cái việc gây tổn thương tâm lý cho người khác là như thế nào. Khi các bạn chưa thật sự bị cái trường hợp đó, nếu như bạn của bạn á bị người khác đối xử như vậy thì lúc đó họ mới hiểu ra. Nhưng mình cần phải thể hiện cái thái độ của mình cho các bạn biết là hành vi của các bạn đang sai, đang rất rất sai. Mình quay lại cái vấn đề từ đầu mình đã nói, có nghĩa là các bạn ở cái tuổi này các bạn đang rất cần một cái mối quan hệ tình cảm bạn bè, và ở độ tuổi nào cũng vậy, chúng ta luôn cần một mối quan hệ bạn bè. Nhưng cái hành động vừa rồi, cái sự phản ứng của bạn đã khiến cho những bạn bè của mình không chơi với mình nữa. Bạn cảm giác là bạn bị mất mối quan hệ do bạn phản ứng quá mạnh, quá gay gắt, và bạn luôn bị dằn vặt bởi điều đó. Và bạn có một cái chút tự ti khi mà muốn chủ động làm quen lại, kết thân lại với mối quan hệ đó, đúng không? Trong cái trường hợp này thì chúng nghĩ như thế này nè. Chúng ta hãy xem những cái vấn đề đó là bình thường. Cũng y như khi chúng ta bị đánh đau thì chúng ta la lên một cái gì á, hoặc là chúng ta khóc. Chúng ta phải phản ứng với những cái vấn đề, những cái sự kiện nó xảy ra đối với mình, đặc biệt là trực tiếp lên cơ thể của mình. Chúng ta bị phỏng thì chúng ta nóng, chúng ta đau, chúng ta rát. Chúng ta phải phản ứng. Và sau đó qua cái chuyện đó rồi thì chúng ta hãy trở lại bình thường. Tôi vẫn gặp bạn, tôi vẫn cười nói, tôi vẫn lịch sự nói chuyện với bạn, trao đổi công việc, bài tập với bạn bình thường. Còn cái việc bạn như thế nào đối với tôi là do bạn. Có thể là do bạn đánh vào đầu tôi quá đau, khi tôi phản ứng lại như vậy, bạn cảm thấy bạn ăn năn, bạn cảm thấy bạn ngại với tôi nên bạn mới bắt đầu né tôi. Chứ còn tôi đối với bạn tôi vẫn bình thường. Vậy thì Vi Trần, em hãy cứ bình thường với tất cả các bạn. Đừng lo sợ, đừng có ngại là các bạn sẽ xa lánh em, tẩy chay em, rồi không chơi với em, hay là em sẽ mất cái tình bạn này đi. Không có, nếu họ là một người bạn thật sự, họ hiểu được em, họ tôn trọng em, thì họ biết cái hành động đó của họ là đang có lỗi. Và cái sự xa lánh đó có thể là họ đang ân hận vì cái hành động của mình. Còn nếu như họ không ân hận vì cái hành động đó mà họ nói ở cái con này tào lao, cái con này hả bạn bè mà giỡn chút nó cứ vậy, thì mình cũng không cần những người bạn như thế này, bởi vì những người bạn đó không tôn trọng mình. Chị có một cái điều chị rất là dị ứng luôn á, đó là chị cực kỳ ghét những người bạn nào giỡn mà mạnh tay động chạm vào những vùng nhạy cảm. Hồi đó đi học á, có những bạn con trai á giỡn rất là kỳ, có nghĩa là đá vào mông của mấy bạn con gái. Và ai mà làm điều đó với chị chỉ thẳng mặt chị chửi. Bởi vì rất là vô duyên. Thứ nhất, nó rất là đau. Thứ hai, cái hành động đó nó rất là vô duyên. Cho dù là cùng giới giỡn với nhau, nó đã vô duyên rồi thì đừng có nói là khác giới giỡn với nhau. Chính vì vậy, những cái vấn đề gì mà nó ảnh hưởng đến cơ thể của mình, hoặc là giỡn những cái chỗ không nên giỡn là những vùng nhạy cảm nè, vào đầu,
vào tay chân khiến cho chúng ta bị đau, bị trật tay, trật chân, thì chúng ta nên phản ứng lại. Chúng ta cần phải phòng hơn là chữa, có nghĩa là chúng ta ngăn ngừa những cái điều đó xảy ra, hay là không tôn trọng với nhau kiểu xúc phạm ngôn từ á. Có nghĩa là kêu à, cái con này, cái con kia, hoặc là quỷ này, quỷ kia, hoặc là dùng một cái từ gì đó có thể là thân thiết mình gọi được, nhưng ở chốn đông người không nên gọi. Ở những chốn cần tôn trọng nhau, cần lịch sự của đám đông thì không nên gọi như vậy. Vậy thì những lúc đó chúng ta hãy phản ứng lại. Trúc luôn luôn ủng hộ các bạn hãy luôn phản ứng với những gì mà các bạn cảm thấy khó chịu về mặt tâm lý và cảm xúc. Nếu người ta nói cái điều gì đó khiến bạn buồn, hãy thể hiện nó ra. Ở cái độ tuổi này, Trúc nghĩ các bạn đừng nên che giấu gì hết. Ở cái độ tuổi lớn hơn, khi các bạn ra đường, khi các bạn bắt đầu tiếp cận xã hội, các bạn phải làm việc, thì có những cái cảm xúc đôi khi các bạn không mong muốn, nhưng các bạn phải cố kìm nén nó lại vì những cái vấn đề về công việc hay vì cái mối quan hệ. Nhưng Trúc nghĩ ở cái độ tuổi này, chúng ta nên hãy để cho cơ thể mình thoải mái nhất, tâm lý mình thoải mái nhất, bằng cách là các bạn hãy tích cực thể hiện cảm xúc của mình, cảm xúc thật sự. Buồn thì chúng ta cứ buồn. Hôm nay bị ba mẹ la, chúng ta buồn thật sự thôi, chúng ta cứ buồn đi. Bởi vì thứ nhất, chúng ta sẽ giải phóng được những cái cảm xúc thật nhất của bản thân. Thứ hai, chúng ta cho những cái người xung quanh hiểu được chúng ta đang nghĩ gì, đang muốn gì. Ở cái độ tuổi này là các bạn còn đang trong độ tuổi dậy thì, các bạn còn đang phát triển, tâm sinh lý của các bạn nó sẽ thay đổi rất rất là nhiều. Và cái điều mà khiến cho những người xung quanh, đặc biệt là những người lớn, là thầy cô, cha mẹ của các bạn khó hiểu các bạn nhất trong giai đoạn này, đó chính là các bạn luôn luôn giấu cảm xúc của mình. Đôi khi các bạn tổn thương nhưng các bạn không bộc lộ nó ra. Điều đó là một cái đặc trưng của cái tuổi dậy thì á. Nhưng điều đó là một cái điều cực kỳ, đối với chị là cực kỳ tồi tệ. Bởi vì nó ngăn chặn cảm xúc của chúng ta, và nó làm cho chúng ta bị cô lập với thế giới xung quanh, bởi vì chúng ta không tìm được ai chia sẻ và cũng không ai thấu hiểu chúng ta trong giai đoạn này. Chính vì vậy mà chị Trúc khuyên Vi Trần, em hãy bộc lộ những cái cảm xúc mà em mong muốn. Tức giận hay là khó chịu gì đó, em hãy cứ giải phóng ra hết. Dĩ nhiên ở mức vừa phải, ở mức vừa đủ cho mình thôi nha, cho mình cảm thấy thoải mái thôi nha. Chứ đừng có mà để đả nư là quát nạt các bạn, hay là thậm chí là đánh lại các bạn, thì lúc đó chúng ta mới hả giận, chúng ta mới thỏa mãn được chúng ta, thì cái điều đó là điều không nên. Hãy chia sẻ với chị nếu như em có gặp những cái vấn đề gì khác nữa trong cuộc sống Vi Trần nhé. Và quý vị khán giả ơi, nếu như có xem được cái clip này thì hãy cho Vi Trần một cái lời khuyên nào đó, hoặc là những cái lời khuyên của Trúc nếu như có chưa đủ thì hãy bổ sung vào, hoặc các bạn có cái ý kiến nào khác dù là trái chiều thì cũng hãy comment phía dưới clip này cho Trúc nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hy vọng là mọi người cũng sẽ quan tâm tới chuyên mục Tâm sự cùng tôi và chia sẻ những cái vấn đề mà các bạn gặp phải trong cuộc sống, không chỉ là về vấn đề tình yêu, về vấn đề công việc, mà những cái vấn đề về gia đình và xã hội nữa. Rất mong nhận được những lá thư của tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều và xin chào và hẹn gặp lại vào thứ Bảy Chủ Nhật mỗi tuần nhé.